Game Hub đã quay trở lại rồi đây. Và bản tin Game Mobile đầu tiên của năm mới sẽ có những nội dung gì thú vị và mới mẻ? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay nhé! Trong ảnh sinh tựa búp bê, nữ game thủ bị ném đá không ngớt khi xuất hiện trên TV. Ỷ Thiên 3D khi cú có gai lấn át gân chính hiệu. Tán nhầm vợ của đại gia, game thủ bị cả server đồ sát sấp mặt. Xuất hiện với một vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết, nhưng mới đây, một nữ game thủ nổi tiếng đã không may xuất hiện trên truyền hình với một vẻ ngoài khá là kém sắc. Và điều này đã làm cho cô nàng vô tình nhận về một cơn mưa gạch đá. Có lẽ cộng đồng game thủ Việt, đặc biệt là đối với hai tựa game Liên Minh Huyền Thoại và Overwatch, đã chẳng còn xa lạ gì với cô nàng Phạm Minh Châu thường được gọi với cái tên trìu mến là Mimi. Không chỉ với khả năng cày quốc cực đỉnh không kém bất cứ nam game thủ nào, Mimi còn được ca ngợi không ngớt với vẻ ngoài xinh tựa búp bê nhưng thân hình thì đầy bốc lửa. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện trên một chương trình talk show trên truyền hình với vẻ ngoài khá kém sắc, Mimi khiến không ít người tỏ ra thất vọng chan chê, thậm chí còn không ngại ngần buông ra những lời nhận xét có phần mỉa mai, châm biến. Nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều fan hâm mộ lên tiếng bênh vực Mimi, cho rằng cô lên truyền hình bị dìm hơi quá. Không rõ là có bị dìm thật hay không, nhưng sau chuyện này cô nàng đã mất đi không ít fan trung thành. Nếu như trước đây việc các bạn nữ chơi game là một điều vô cùng thu hút và mới mẻ, thì hiện nay còn có những điều thu hút hơn, đó chính là sự xuất hiện của những người chơi mang giới tính đặc biệt. Điều này làm cho không ít nam thanh nữ tú cảm thấy bất bình, thậm chí nhiều gương chính hiệu còn cảm thấy bị lép vế trước hàng fake. Trong cộng đồng game thủ đa phần là nam nhân, thì sự xuất hiện của các nữ game thủ luôn nhận được nhiều sự quan tâm, ưu tiên hơn cả từ các game thủ khác. Lợi dụng điều này mà chúng ta luôn gặp phải vấn nạn nam tử giả danh mỹ nhân trong các game, và Ỷ Thiên 3D cũng không ngoại lệ. Các kiểu nữ có dâu này liên tục thả thính cho các nam game thủ gây rối loạn, làm cho các game chính hiệu bức xúc đòi lại công bằng. Tất nhiên những tình trạng này không hẳn chỉ có ở những game thủ giả nữ, mà còn tồn tại ở những game thủ nữ thực sự, nên bạn phải thật cảnh giác với những hành động dụ dỗ, lợi dụng mình. Và những game thủ thích giả nữ chỉ để trêu chọc, đùa cợt thì cũng nên dừng lại, bởi làm vậy sẽ vô tình tổn thương người khác. Sau 3 tuần quen tay với các thao tác kéo, thả và bắn của game Gunpow, thì người chơi đang thật sự mong chờ một sự thay đổi mang tính đột phá. Và không làm các game thủ thất vọng, ngày 1 tháng 1 năm 2017, Gunpow đã ra mắt hàng loạt tính năng mới đánh dấu một chặng đường bùng nổ và quyết liệt hơn. Một loạt tính năng mới hấp dẫn của Gunpow được ra mắt đó là sư đồ, phó bản vợ chồng, tu luyện, cầu phúc, công hội. Với các tính năng mới kể trên, người chơi có thể nhận game thủ cấp cao hơn làm sư phụ, kết giao làm vợ chồng để cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhận được kinh nghiệm, chỉ số chiến đấu cộng thêm, giúp tăng lực chiến và level nhanh vèo vèo. Ngoài ra, Gunpow còn cho ra mắt những nhân vật mới như thú cưỡi cực cool ngầu Pika, thời trang theo phong cách siêu sao nhạc rock, quậy tưng bừng cho những ngày đầu năm thêm rộn ràng. Bên cạnh đó là nhiệm vụ công hội, đấu trường Esports náo nhiệt đang rộng cửa chờ người chơi khám phá. Việc các tựa game online bị đóng cửa tại Việt Nam không còn là điều gì quá xa lạ. Điều đang nói ở đây là tựa game mới của nhà phát hành Vega Game mới chỉ được vận hành được vỏn vẹn trong vòng 30 ngày đã chính thức bị khai tử. Tân Chân Long là tựa game di động mới được nhà phát hành Vega Game mở cửa tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 11. Tuy nhiên, chỉ sau đúng một tháng kể từ khi mở cửa thì GMO đã chính thức bị thông báo đóng cửa. Điều đáng chú ý rằng việc Tân Chân Long đóng cửa không phải là vì tựa game không còn người chơi. Trên fanpage của game, nhiều người chơi không khỏi cảm thấy chán nản khi vừa mới tham gia chơi được ít lâu, đang chơi vui thì game online này đột ngột bị khai tử. Ngoài ra, một số game thủ khác lại bức xúc cho rằng số tiền họ nạp vào trở nên lãng phí, đồng thời yêu cầu nhà phát hành có câu trả lời về vấn đề này. Trước những phản ánh trên, nhà phát hành Vega Game đã giải thích với nhiều game thủ rằng việc Tân Chân Long bị đóng cửa là do game bị chính đối tác đột ngột dừng hợp đồng, không còn hỗ trợ và tự ý đóng cửa server. Thêm vào đó, người chơi Tân Chân Long sẽ nhận được một số hỗ trợ khi tham gia chơi các tựa game khác của Vega Game. Chỉ vì một lần lỡ tán gái qua game online mà không tìm hiểu kỹ thông tin, một game thủ trong cộng đồng Trinh Đầu 2 đã lâm vào tình trạng khóc dở méo dở khi biết được rằng cô gái giả tính mình trong những ngày qua là vợ của một vị đại gia có máu mặt. Được biết, hiềm khích không đáng có xảy ra giữa Hoàng Thịnh và hai vợ chồng Vũ Mạnh bắt nguồn từ khi anh chơi Trinh Đầu 2, tham gia vào server S6 và quen biết với KitKat Mew, nhân vật đang giữ ngôi vị top 1 mỹ nhân của server. Để giành được tình cảm của người đẹp, Hoàng Thịnh đã tặng vật phẩm và nhắn tin tán tỉnh làm cho game thủ Vũ Mạnh, bạn trai của cô nàng tức giận và đưa ra lời hẹn gặp thẳng mặt để giải quyết. Trong trường hợp nếu như Hoàng Thịnh không chịu lộ mặt, Vũ Mạnh cho biết anh sẽ trao giải thưởng cho toàn server S6 Trinh Đầu 2 truy lùng, bật PK đồ sát đối với account Hoàng Thịnh mọi lúc, mọi nơi, nhằm khiến Hoàng Thịnh e mặt mà tự bỏ game. Thiết nghĩ, game online tạo ra cơ hội đưa cộng đồng người chơi đến gần nhau hơn, nhưng chúng ta nên tỉnh táo tìm hiểu kỹ thông tin để tránh lâm vào những câu chuyện hiểu lầm không đáng có nhé. Vừa rồi là những thông tin nóng hổi và đang được quan tâm nhất trong tuần này. Các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong những bản tin tiếp theo để cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé. Bye bye!